Hôm nay anh làm tốt lắm Cứ như vậy thì rất có triển vọng đó Dạ Khanh Dạ Đưa khăn cho tôi lau mặt Dạ anh nghỉ ngơi đi em về đây ừ em về cảm ơn em nhiều nha nhã khanh dạ cô nhớ những gì tôi dặn chứ nhớ đừng để cậu chủ bỏ cửa thuốc nào nha sao em cứ dặn quà vậy anh lớn rồi đâu phải con nít thôi em về đây Dạ Khanh Nãy giờ cô đi đâu vậy Tôi chờ cô lên đây đưa nước tôi uống đó Ừ Tôi xin lỗi cậu chủ à. Mà sao suốt ngày Cô cứ gọi tôi là cậu chủ hoài vậy Nghe chướng tay lắm cô biết không Thì cậu là cậu chủ của tôi không kêu bằng cậu chủ Thì biết kêu bằng cái gì bây giờ Tôi còn nhớ cái ngày cô bước chân đầu tiên Lên cái phòng của tôi á Cô kêu tôi bằng gì cô nhớ không Lúc đó hả Cô dữ dằn lắm Cô la mắng tôi Chửi xối xả luôn Tôi mà là cậu chủ của cô hả Trước giờ tôi chưa từng thấy ai Mà nói chuyện như cô vậy Mà đặc biệt là Hôm đó lúc mà cô chửi tôi á, cô không kêu bằng cậu chủ, à, mà kêu là anh. À, tại lúc đó tôi tức giận quá, nên đâu có kiên nể gì đâu, gọi là cái gì tôi đâu có nhớ. Tôi không cần cô kiên nể, cô cứ tức giận la mắng vậy đi, vậy tôi cũng thấy dễ chịu hơn. Tôi đâu thể tức giận cậu được khi cậu đâu có xúc phạm gì tôi và người khác đâu chứ vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ tỏ ra thật khó chịu thật khó ưa để cho cô ghét bực mình luôn được không cậu cậu chủ tôi nói thật đó nếu cô mà còn gọi tôi là cậu chủ nữa hả tôi sẽ không ngoan mạng với cô cụ thể là không uống thuốc ừ. vậy thôi được rồi tôi sẽ chịu theo ý cậu tôi sẽ chịu theo ý anh vậy bây giờ anh làm ơn uống thuốc nha như <laughs> vậy có phải dễ nghe hơn không cô nhớ nha từ đây về sau không được gọi bằng cậu mà phải gọi là anh nhớ chưa ừ Con thấy Đức Trọng bữa nay thế nào Bệnh tình của anh ấy tốt hơn nhiều rồi bác à <laughs> Ôi May mà trời Phật xui khiến Cho con bé nó tới đây xin việc làm Nếu không á Thiệt tình bác không dám nghĩ tới Con thấy không Bích Khuê Mọi việc diễn ra Y như có phép màu vậy Con bé vừa xuất hiện Là mọi việc đổi khác Chắc có lẽ con bé nó hạp tuổi với Đức Trọng á Nên nói nó nghe đâu con Dạ <laughs> con chào mẹ Ừ. ủa hôm nay chủ nhật em không đi đâu sao sao tới đây sớm em cố gắng tranh thủ qua đây tập cho anh đức trọng một lát anh ấy càng tích cực tập luyện kết hợp với uống thuốc tâm lý thì bệnh tình sẽ khá hơn nhiều trước đây thì chị cũng lo lắm nhưng mấy hôm nay chị có hy vọng nhiều rồi thằng em ngang tàn của chị đã bị con bé nhã khanh khuất phục được rồi chị nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi con bé thiệt là dễ thương đẹp người đẹp nết nhà mình á may mắn lắm mới gặp được nó đó dạ <laughs> bác và chị đức hiền cố gắng thuyết phục anh đức trọng cho thầy và một số bác sĩ khám lại như vậy họ sẽ đưa ra hội chuẩn một cách tốt nhất à, đức trọng nó mới thay đổi mấy ngày nay thật tình á bác không dám nài ép nó sợ nó nổi điên lên bất thình đình thì không biết làm sao thôi để một hai hôm nữa bác sẽ nói chuyện với nó mẹ ừ? mẹ yên tâm đi một chút xíu nữa con sẽ nói chuyện với nhã khanh nhờ cô bé thuyết phục đức trọng con nghĩ là nó sẽ nghe theo đó ờ à, có thể lắm á mẹ cũng mong là như <laughs> vậy bác và chị đức hiền không thấy ở cô gái giúp việc đó có điều gì khác thường sao ờ à, thì bác cũng thấy con bé đó nó cũng giống con nhà giàu lắm Chứ không giống như người lam lũ Đi làm thuê kiếm sống đâu Còn chị thì chị thấy Da dẻ của nó trắng hồng mịn màng Đâu có thua kém gì chị em mình đâu Còn bàn tay của nó nữa Nõn nà Còn hơn bàn tay của chị nữa đó Một cô gái như vậy Sao lại đi giúp việc chứ Lạ thật ừ. Chắc có lẽ con bé là con nhà giàu Rồi gia đình xa cơ thất thế Ờ, nhưng mà nè, hai đứa có biết không? Con bé rất là siêng năng, chịu khó nè. Ừ, bác á, giao nhiệm vụ chỉ chăm sóc đứa trọng thôi. Vậy á, mà nó giúp bà vú làm mọi việc trong nhà hết á. <laughs> Tuy á, là có hơi lóng ngóng công việc thiệt. Mà... Bác... Bác thấy làm như là nó chưa từng làm công việc nhà hay sao á. Mẹ, một chút xíu con sẽ gặp và hỏi Nhã Khanh. Nếu thật sự cô bé là con nhà giàu Cô ăn học đàng hoàng Thì càng tốt, đúng không mẹ? <laughs> em nè, tối nay hai chị em mình đi chơi ha Đi đâu vậy chị? Ừ, lang thang đầm sen <laughs> Chị của em lãng mạn thiệt đó Em chưa từng thấy người giám đốc nào Mà có tâm hồn nghệ sĩ như chị đâu Mà em ở ngay Sài Gòn Chứ có bao giờ đi đầm sen đâu Chị thích gì ở đó? Ừ, chị nghĩ là chị đến đầm sen Chị sẽ ngắm hoa trong đêm Và ngồi cà phê giường đá Nhâm nhi tách cà phê Những phút giây như vậy Cảm thấy thật bay bổng em à ừ. Mẹ nghĩ Chắc Đức Trọng cũng thèm những giây phút Để tâm hồn được bay bổng như vậy lắm Thật tội nghiệp cho nó